là công việc cá nhân. Để Rồi, xem xin có chào gì tất cả không? các bạn. Ngày hôm nay thì Kevin hướng dẫn cho anh chị em một cái app để anh chị em có thể download về dùng trên máy tính, desktop cũng như về trên phone của quý vị. Đó là crypto.com. Thì đây là một trong những cái app mà có lẽ rằng nó liệt kê được tất cả những cái coin cần thiết nhất. Cần thiết nhất. Những cái coin mà gọi là coin rác, stable coin rất là đơn giản cho anh chị em và update liên tục cho anh chị em có thể lựa chọn. Thì bây giờ Kevin sẽ hướng dẫn cho anh chị em. Trước mắt chúng ta sẽ đánh cái trang web crypto.com. Thì quý vị sẽ nhìn cái giao diện của nó như thế nào. Thì đây là cái mà anh chị sẽ thấy này. Đó, đây là cái tương lai của nó là ra làm sao và nó có hai cái app cho mình xài. Đó thì họ sẽ nói về cái một cái quý vị sẽ mở ra, quý vị sẽ nghe thấy cái tương lai nó nói viễn cảnh về crypto và NFT. Đó, thì crypto.com này được tạo ra là liệt kê tất cả những cái app stablecoin trên này. Và nó có đồng coin riêng của cái app này luôn, đó là crypto.com, là CRO, là hiện tại giờ có khoảng 10 triệu người sử dụng và selling 150 trên 150 crypto trên thế giới này. Và crypto.com thì nó cũng đã ra mắt cái Visa card và để cho chúng ta dùng cái tiền chúng ta bỏ vô, chúng ta mua sắm crypto và trading trên này, chúng ta sẽ được 8% cashback. Và cái portfolio là quý vị có thể nhận được reward trong 14.5%. Có nghĩa là khi quý vị mà có số tiền trong này đó là quý vị sẽ gửi tiền vào trong cái crypto.com này và crypto.com nhận được cái trả nhận cho bạn các lợi nhuận là 14.5% một năm. Thì cái này á, là nó nói là có thể gì ship được up to cái số tiền này. Quý vị nhớ là up to có nghĩa là có thể sẽ tới 14.5% và có thể sẽ thấp hơn tùy theo cái market của thị trường nhá, chứ họ không có guarantee là trả cho quý vị 14%. 14% có nghĩa là cao nhất là 14%. Nhưng quý vị sẽ được cái mức phần trăm là 3%, 5%, 6%. Thông thường ấy thì Kevin sẽ nhận được cái mức là 6% một năm. Thì anh chị em lưu ý cái phần này, đừng bởi vì crypto.com ấy nó dùng cái tiền của mình ký gửi vào đây và họ họ cái sàn của họ là những người broker họ trading và họ dùng cái quỹ của mình để mà luân chuyển và họ sẽ kiếm lợi nhuận từ những cái giao dịch trading đó và họ sẽ trả cho chúng ta một phần lợi nhuận và lợi nhuận họ trả chúng ta maximum là 14.5%. Thông thường thì tôi sẽ nhận được khoảng 6% một năm hoặc 5% một năm. Đó thì trên này đây là cái app giao diện của nó, một cái app quý vị sẽ đánh crypto.com quý vị đào về. Thì trên này nó liệt kê cho chúng ta tất cả các loại tiền. Ví dụ như Bitcoin là giá bao nhiêu, Ethereum giá bao nhiêu, crypto.com giá bao nhiêu và Litecoin đủ các loại tiền dưới này. Và quý vị cái app này nó hay cái chỗ là quý vị có thể chat nói chuyện với nhân viên mà một cách rất là nhanh chóng. Quý vị có chuyện gì về cái app này, quý vị có thể nhắn tin trực tiếp trên cái này bằng tiếng Anh cho cái người bản xứ bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Xì hoặc là tiếng Tàu hay là bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới đó, họ đều hỗ trợ. Đó. Thì cái này khi bạn refer, khi các bạn download cái này xong, các bạn refer cho người khác thì các bạn sẽ có 25 đô tiền referral. Khi các bạn giới thiệu share cái này trên Facebook, Twitter, Instagram có người follow thì sẽ bạn nhận được 25 đô. Nó tùy theo cái người đó sign up và bỏ bao nhiêu tiền vô trong cái app này và trading ra làm sao. Thì trên này nó có cái home và cái account của bạn, các bạn bỏ bao nhiêu tiền, các bạn đã nhìn thấy cái account của các bạn và cái biểu tượng crypto.com là hỗ trợ cái tiền điện tử trong giao dịch transaction và đặc biệt là hỗ trợ trong những cái hệ thống buôn bán NFT là những cái bức tranh digital, những cái mà DeFi, cái dự án DeFi là họ hỗ trợ để mà start up những cái dự án DeFi và bán những cái sản phẩm NFT của tương lai. Đó và đã có cái credit card, có cái visa card cho quý vị có thể apply trên này. Thì nó có hai giao diện cho Google Chrome, Google Chrome và có giao diện cho app quý vị hoặc là bên phiên bản Android. Quý vị dùng Android, phone Android, quý vị download cái bản này. Và khi các bạn dùng với iPhone, các bạn đào cái phiên bản này xuống thì nó có sẽ trên cái phone quý vị rất là convenient, rất là dễ dàng và nó update cho chúng ta liên tục, update cho chúng ta những cái coin mà sắp sửa được list trên sàn và nó cũng rất là hữu ích cho anh chị em cần có cái này. Thì thật sự là mình không biết là Kevin không biết là anh chị em ấy, ở Việt Nam thì xài cái app nào, nhưng mà mình đang ở Mỹ và mình cảm thấy rằng cái app này đó là mình lên xe với mọi người. Bởi vì sao? Nếu các bạn đã đầu tư vào trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, gọi là tiền digital money, và có lẽ rằng đó, cách đây khoảng 4-5 năm trước về về trước đó, thì Kevin nói cái này thì có thể anh em sẽ cho mình là lừa đảo, sẽ cho mình là cái con người không có tốt. Nhưng đến thời điểm này là cái thời kỳ đương nhiên khi mà cái tiền điện tử, cái tiền kỹ thuật số nó trải qua một thời kỳ lũng đoạn, nó trải qua một thời kỳ
nó trải qua một thời kỳ rất nhiều những cái dự án được mở ra và nó mất đi. Ngay đến thời điểm này cũng có rất nhiều những dự án được mọc lên với cái vision tiêu chí tốt, với cái website, với cái tiêu chí rất là tốt, và có những nhiều dự án cũng không có thu hút được tiền và nó cũng đóng sập, cũng có luôn. Nhưng cái xu thế của thời đại đến ngày hôm nay là người ta willing, người ta chấp nhận thanh toán bằng điện tử, người ta chấp nhận để tiêm con chip vào người, người ta chấp nhận để dùng cái cộng đồng Bitcoin để thanh toán, người ta chấp nhận thanh toán bằng những cái digital money và những cái phương tiện ngày hôm nay là DeFi. Những cái phiên bản DeFi, những cái bức tranh quý vị sẽ nhìn thấy, những cái bảo tàng lưu trữ những cái đồ cổ trong đó và những cái bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng thế giới nó không còn được vẽ nữa. Và nếu có được vẽ thì họ chuyển thể rằng cái dạng NFT. Những cái bức tranh ảo ở trên thế giới ảo nó gọi là thời đại bây giờ người ta gọi là thời đại connect, kết nối. Thời đại kết nối và nó kết nối hàng triệu người trên thế giới này với nhau và họ sẽ buôn bán trên những cái app, trên những cái phương tiện reality cho cái thế giới ảo trên online đó, và trong tương lai sẽ thành hiện thực. Thì đó là cái từ Metaverse, đó là từ mà Mark Zuckerberg của chủ Facebook vừa rồi đã đổi công ty thành Meta Meta. Bởi vì sao? Cái thế giới này trong tương lai nó sẽ thực ảo, nó 50-50 lẫn lộn với nhau. Và cái không gian ảo, cái không gian kinh doanh nó sẽ không còn giới hạn ở trên những cái location, những cái mảnh đất quý vị làm business nữa. Nó sẽ không còn giới hạn bởi những cái location các bạn đang ở bây giờ nữa. Nó sẽ là không gian kinh doanh ảo trên trên thực thực tế ảo. Có nghĩa là vừa là thực nhưng lại vừa là ảo. Và các bạn có thể kinh doanh trên toàn thế giới này. Và các bạn có thể build được những cái gì các bạn muốn, các bạn suy nghĩ cái gì thì trong thực tế này các bạn muốn làm cái gì thì trên thế giới ảo nó có cả một thế giới để các bạn build. Và các vị có thể bán, các vị có thể sáng tạo thỏa sức mình và các bạn có thể mở một cái shop, các bạn có thể bán hàng trên đó một cách toàn cầu luôn mà không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, không bị giới hạn bởi cái location, bởi cái chỗ bạn rent, chỗ bạn mướn, cái chỗ bạn thuê nhà hàng tháng bạn phải contract, mà cái thế giới này là thế giới sáng tạo và mình có thể làm trên cái thế giới ảo và thực. Thì đó là cái lý do mà trong tuần qua người ta rất là hit cái từ Metaverse. Nó nói về một cái thế giới thực ảo với nhau để tạo ra một cái không gian. Người ta có thể xem một buổi hòa nhạc tại New York, một buổi hòa nhạc tại những thành phố lớn như Paris mà người ta không cần phải bay tới đó. Mà người ta tưởng tượng người ta ngồi nghe ở nhà mà giống như người ta đang ngồi trong buổi hòa nhạc thực sự. Và nó đã xảy ra trong rất nhiều những cái buổi hòa nhạc đã được bán rất nhiều triệu đô la trong những năm qua, trong những tháng qua. Thì đó là cái điều mà lý do tại sao Facebook bây giờ phải đổi thành Meta. Và cái từ Metaverse là cái từ trending nhiều nhất trong tuần qua. Thì mình có chia sẻ với anh chị em là cái app crypto.com này thì nó có trading về crypto và ngoài ra nó hỗ trợ cho những cái dự án NFT. Thì bây giờ mình sẽ bấm cái về NFT cho anh chị xem. Đó, NFT là gì? Là những cái dự án DeFi nó bán tất cả những cái đồ đạc quý giá hoặc những cái sự sáng tạo của các bạn trên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, những cái hình ảnh này họ cũng được bán này. Đó, các bạn sẽ thấy này, những cái hình ảnh được bán này. Và tất cả những cái gian hàng sẽ được bán ở trên này. Quý vị thấy một bức tranh này không? Họ bán 120 đô la tới 199 đô la. Đây là một cái bức tranh NFT. Thì quý vị biết rằng là khi quý vị mua bức tranh này đó, quý vị sẽ mua về và là họ send cho các bạn về cái ví của các bạn. Và các bạn sẽ bỏ cái này vô trong cái những cái chẳng hạn như thường thường bây giờ các bạn thấy có nhiều cái tivi không? Cái smart tivi bây giờ nó ra đời á, nó không còn nằm ở cái dạng mà các bạn chỉ có xem phim được nữa, xem truyền hình. Mà cái tivi bây giờ nó thiết kế mỏng, rất là mỏng, nó giống như một cái bức tranh các bạn treo trên tường của các bạn ấy. Bình thường người ta chỉ nhìn nghĩ là bức tranh mà thôi, không ai nghĩ đó là tivi. Các bạn có thể để trong phòng tắm, các bạn có thể để trong phòng ngủ, người ta chỉ nghĩ đó là bức tranh. Nếu khi các bạn bấm tivi thì nó hiện tivi cho các bạn xem, nhưng nếu các bạn tắt tivi đi rồi, cái màn hình nó tự động automatic, nó để một cái bức tranh cho các bạn chọn, nó tự động nó xoay những cái bức tranh rất là đẹp về cảnh thiên nhiên, mà bức tranh nó là bức tranh sinh động, bức tranh đó là nó thể hiện được cái sự sinh động của bức tranh và giống như cái hoa nó đang nở hoặc cái dòng suối nó đang chảy hoặc là một cô gái đang chải tóc. Có nghĩa là cái bức tranh nó là bức tranh sống động, nó vẫn còn sống. Thì cái NFT ấy, là nó hỗ cái crypto này nó hỗ trợ trong những cái dự án NFT để bán ra thị trường và dùng chính sản phẩm, cái đồng coin của NFT và những đồng coin stable coin và những cái đồng coin được giá trị niêm yết trên sàn giao dịch này để mà mua bán những NFT này. Các bạn có thể trả bằng tiền mặt, các bạn có thể bỏ tiền ra, các bạn mua những cái đồng
đồng coin, quý vị có thể trả tiền trên NFT này và quý vị có quyền được được mua đấu giá. Giả sử như bây giờ là cái giá là 120 đô la, nhưng mà Kevin sẽ đấu giá cái này, Kevin sẽ cho nó là khoảng 140. Kevin sẽ place cái giá ở đây và Kevin sẽ trả bằng gì? Dù giờ Kevin sẽ trả bằng tiền trong tài khoản này có sẵn, hay là Kevin sẽ dùng những cái đồng tiền ở dưới này trả bằng crypto để có được bức tranh này. Và sau đó Kevin sẽ đưa cái ví cho họ, sẽ chuyển về cái ví cho mình, cái ví điện tử cho mình. Đó thì đó là cái lý do mà Kevin chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay, đó là về cái từ Metaverse. Và cái app Kevin muốn giới thiệu cho anh chị em đó là crypto.com. Nếu như bạn nào mà thích tiền điện tử, các bạn nào thích đầu tư trong lĩnh vực này, thì đối với Kevin á, đây là một dự án rất là good. Và Kevin đã thắng dự án này khi nó mới bắt đầu ra đời. Khoảng 2 năm về trước là Kevin đã bắt đầu là tham gia dự án này và đã từng mua mua cái coin của crypto.com này, nếu CRO, CRO. Nếu mà anh chị CRO hoặc là chữ C và chữ R và chữ O. Nếu anh chị em nào mà thật sự thích cái dự án này NFT và muốn kiếm tiền trong NFT thì anh chị có thể sở hữu một vài những cái sản phẩm bức tranh giá trị, thì anh chị có thể mua đi bán lại trong tương lai kiếm tiền. Hai là anh chị có thể đầu tư vào cái đồng tiền CRO crypto.com này để anh chị em có một số vốn để anh chị em tích trữ và bỏ bỏ đó, coi như mình bỏ ống, coi như mình rút lợn, coi như mình bỏ ống saving, mình để trong vòng 2 3 năm sau, 3 4 năm sau, thậm chí 10 năm sau quý vị có tài sản cho con quý vị. Thì Kevin chỉ cho anh chị em một cái benefit như vậy thôi. Còn anh chị em nào tin tưởng Kevin và cảm thấy những cái điều Kevin chia sẻ với anh chị em thật sự nó có giá trị thì có thể cho Kevin một like hoặc là comment ở dưới để Kevin sẽ trả lời thêm cho anh chị em. Và Kevin chỉ muốn chia sẻ cái điều này ra cho anh chị em là mình đầu tư thì đầu tư đúng những cái coin có giá trị và đầu tư đúng những cái dự án nó có thực và nó mang lại giá trị cho nhiều người trên thế giới này. Và đó là cái điều mà Kevin muốn chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt anh chị em rất là nhiều. Hẹn anh chị em trong những video lần tới. Kevin có thời gian sẽ chia sẻ với anh trong vòng 5 phút nhưng sẽ mang lại giá trị lớn cho anh chị em để anh chị em có tiền. Đó thì những cái dự án NFT là AdWords, Celebrate, Gaming, Sport và Music Crypto thì sẽ liệt kê hết trên cái sàn giao dịch này. Và cái crypto.com này đã hỗ trợ cho những cái dự án này. Thì anh chị em nên lưu ý cái điều này. Một lần nữa, Kevin cảm ơn tất cả anh chị em và chúc anh chị em một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Và tất cả chúng ta đều là những người có thể kiếm được tiền trong những cái dự án DeFi, trong những cái dự án NFT trong tương lai và những crypto mà nó thật sự mang lại giá trị cho cộng đồng. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại lần sắp tới.